Chào mừng quý khách đến với video công ty Nhật Việt. Hôm nay Nhật Việt sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một dàn karaoke cực kỳ xinh xắn, nhỏ nhưng rất là chất, sẽ phù hợp với anh em nào mình có một tâm hồn rất là nhẹ nhàng, muốn ở trong phòng hát, không muốn xô bồ với ai hết, không muốn bất lòng hàng xóm, mà chắc ông phải hay nha, chắc ông phải cực kỳ hay luôn nha. Thì hôm nay Linh sẽ sắp ra ở đây cho quý vị và các bạn một cặp loa rất là chất lượng của hãng Samsung, đó là XB40i. Đây trên màn hình của quý vị, và XB40i và kết hợp chung với mixer Pro FX6V3. Thì Pro FX6V3 này rất là nhiều anh em đã mua và xài, và rất là nhiều video giới thiệu về nó rồi. Echo effect đầy đủ cho anh em để mình hát hò này kia tuyệt vời. Thì đi chung với hai loa một mixer, Linh hôm nay Linh giới thiệu luôn micro dây, Linh đang cầm đây là BVI 100 nhé anh em. Giá rất là mềm mà chính hãng, hát là rất là ok, rất là tuyệt vời. Giá của em XB40i này là một cặp, lo này là sẽ là 8 triệu. Quý vị có thể mua một cái. Ở đây XB40i này có thêm chức năng là bình, có bình sẵn luôn cho anh em luôn. Anh em mình ngồi hát karaoke ở nhà có thể mình đi dã ngoại, mình xách theo nè, và kèm theo một cái micro cho anh em luôn. Ví dụ như anh em mình ở nhà mà có người giảng dạy dạy học này kia thì với em 40 là rất là đủ luôn, cho một phòng 30 40 mét vuông, nói rất bình thường. Kèm một micro không dây luôn nhé. Mọi cái XB40i này sẽ kèm cho quý vị một cây micro không dây, và có hai đường in vào ở đây luôn, phía sau đây, rất là tiện lợi cho anh em. Linh sẽ báo giá từng món lại nhé. Một cặp loa này, XB40i này là giá 8 triệu. Một cái mixer Pro X6V3 là giá 4 triệu, và Miro Linh đang cầm tay BV100 là giá 500 ngàn. Quý vị có thể mua một cái cũng được, về hát cũng ok, nhưng mà mình hát stereo thì hát hai cái ok hơn. Và bây giờ để cho quý vị thưởng thức chất âm của nó, Linh sẽ quay trực tiếp bằng điện thoại luôn, để cho một bạn trong công ty sẽ hát cho quý vị và anh em nghe trực tiếp chất âm của nó. Và đặc biệt nhất là khi chúng ta ngồi trước lo này cách khoảng nửa mét thôi, khỏi phải lo hú nhé. Với bộ này nhé, với bộ này Linh bảo đảm với quý vị là quý vị trước ngồi trước lo nửa mét không hú. Quý vị nào không tin thì cứ lên Nhạc Việt đây hát hò thoải mái luôn, vì với lo xịn, mixer xịn và micro rẻ tiền nhưng xịn, sẽ đáp ứng nhu cầu của anh em. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Anh em nào mình mua hàng sẽ để lại số điện thoại cho Linh nhé. Linh bây giờ anh em hãy thưởng thức tiếng hát của bạn Phúc. Tình yêu đã phai mờ.